bộ phim ngày hôm nay nói về một thanh niên văn phòng có năng lực siêu nhiên với sức mạnh kỳ lạ gây ra nhiều vất vả cho đồng nghiệp của anh dẫu bất ổn là thế nhưng anh vẫn đem lòng yêu thương một cô đồng nghiệp và sẵn sàng thay đổi vì cô mở đầu ngày mới vào kỳ xuân phân nơi hoa anh đào bắt đầu nở rộ một người phụ nữ với dáng vẻ của một cô gái mới lớn đến tuổi đi làm với vẻ đẹp vừa chín chắn của tuổi trở thành người lớn vừa động lại nét đẹp của tuổi của những cô gái thời niên thiếu đây là nét đẹp đặc biệt lúc giao thời và cảm giác cũng vậy cô vẫn động lại những kỷ niệm cao trung khi cô vẫn còn là một thiếu nữ nhưng tất cả những thứ đó giờ đây chỉ còn là kỷ niệm. Cô giờ đã lớn và đang trên đường tới chỗ làm. Đi giữa đường thì cô gặp một chàng thanh niên khá kỳ lạ khi xung quanh anh ta đột nhiên đổ tuyết mặc dù hôm nay là bây giờ là mùa xuân. Không những thế vãi biểu hơn là chân anh ta còn bị băng tuyết bao cứng cơ. Cô đến hỏi Han thì được anh giải thích cho là do anh đang lo lắng về việc công ty sắp tổ chức đó nhân viên mới nên mới đứng ở đây để ngắm hoa anh đào cho ổn định lại. Cô thử dùng trà nóng để đổ vào đống băng xem sao thì dường như không có tác dụng, không biết anh chàng này lo lắng đến mức nào nữa. Thấy tác động vật lý không ổn nên cô đã chuyển sang tác động tâm lý. Cô cho anh ấy uống trà nóng thử để xem có giảm nhiệt không. May là nó có tác dụng thật nè. Anh mới giải thích cho cô thật ra anh ấy là hậu duệ của nữ chúa tuyết. Chỉ cần lo lắng là là xung quanh anh sẽ có tuyết với băng như thế này. Đúng là lần đầu gặp người như này khiến cô cũng hơi bỡ ngỡ thật. Anh nói vì là hậu duệ của chú tuyết nên ai cũng nghĩ anh thích mùa đông nhưng anh cũng thích cả mùa xuân trăm hoa đua sắc nữa. Sau khi bớt lo lắng anh cảm ơn cô vì tách trà rồi rời đi. Cô cũng chợt nhận sắp đến giờ làm rồi di chuyển kể ra lần đầu tiên gặp một người kỳ lạ đến vậy cũng khiến cô muốn gặp lại. Cả anh cũng thế, lần đầu tiên gặp một người con gái mà thân thiện dịu dàng đến thế. Sau đó khi đến công ty thì như kiểu duyên số đưa đẩy cho hai người gặp nhau. Thật trùng hợp khi cả hai đều ở cùng một công ty thế này. Sau đó có một cô gái kỳ lạ không kém cũng xuất hiện cô ấy là hậu duệ của yêu hồ. Tiếp cũng có một anh trai khác tiến đến bắt chuyện. Còn trưởng phòng trong kia đột nhiên tỏa hào quang nhìn ông rất giống hậu duệ của ai thì các bạn cũng biết rồi đó nhưng có lẽ là không phải đâu. Đến tối về cả hai người đều mong mau tới ngày mai để được gặp nhau nữa. Đến hôm sau khi Fuzuki đang làm thì xung quanh đột nhiên mở máy lạnh khiến cô phải tế nhị bảo anh giảm độ lạnh xuống. Cô nhìn bà làm việc thì thấy anh để hình hoa. Anh rất thích hoa nhưng cứ đến gần là nó héo hết nên đành chịu thua. Cô nghĩ là do sương muối nên sáng hôm sau đã mang đến cho anh một bịch rơm để anh thử. Nghe nói rơm giữ cho thực vật không bị héo do sương muối. Để tránh phiền tới mọi người nên cô đã đi toa tàu sớm. Sự chu đáo của cô khiến anh lại bật máy lạnh xung quanh mình. Cứ đà này anh sẽ thích cô mất. Đang trong giờ giải lao thì cô phát hiện ra anh cũng thích mèo nhưng do tâm lý bất ổn nên lũ mèo toàn tránh xa anh thôi. Thấy cũng tội nên cô mang theo mấy cái dâu mèo cô nhặt ở nhà vào ngày đưa cho anh. Dâu mèo cũng có thể làm bùa hộ mệnh đấy. Tặng bùa hộ mệnh cho con trai như vậy khiến cô có hơi xấu hổ nhưng mà Himuzo còn cảm thấy nhiều hơn thế. Anh thấy vô cùng hạnh phúc, khiến xung quanh nhiệt độ giảm đáng kể. Để đến đáp anh đã đi mua loại bánh tráng miệng mà cô thích nhất loại này bây giờ mua rất khó vì hiếm có cửa hàng nào có thể còn hàng vào lúc này anh có thể mua được chứng tỏ anh đã phải đi kiếm hàng rất vất vả nụ cười đáng yêu của cô như khiến anh bay luôn cả con tim ra ngoài mỗi lần anh ta hứng phấn thì xuất hiện những con người tuyết rất dễ thương nhưng đến khi xảy ra lỗi lầm như việc làm mất tài liệu thì anh lại tạo ra một cái vòng tuyết thế này fuzuki hỏi anh có cần giúp không nhưng có lẽ anh muốn tự giải quyết nên cô đã đi mua cho anh lon nước để tiếp thêm sức mạnh cho anh đúng thật là người phụ nữ dịu dàng thì làm gì cũng ngọt ngào Sáng hôm sau anh Saeshima có vẻ bị cảm nên Himuzo đã làm hết công việc cho Saeshima khiến cho anh được Fuzuchiki khen. Điều này lại làm cho tâm hồn anh sao xuyến. Sau đó công ty quyết định sẽ tổ chức một chuyến đi đến Okinawa về kép a chơi. Himuzo không biết làm sao nhưng nghe tin thì vẻ mặt anh ta sốc dữ lắm. Theo lịch trình thì họ sẽ du lịch ở đó là 4 ngày 3 đêm để cho các nhân viên mới giao lưu học hỏi với nhau. Nói là vậy chứ từ thời gian lúc buổi chiều trở đi là họ sẽ được tự do thoải mái thích làm gì thì làm. Himuzo vẫn rất lo lắng cảm xúc của anh rất khó kiềm chế, không phải là do vùng biển phía nam nóng hay gì, mà là do vẻ đẹp ấm áp của khung cảnh nơi đây làm cho lòng anh bừng nắng hạ. Khi mà quá phấn khích thì anh lại hóa băng xung quanh làm ảnh hưởng tới mọi người mất, nhưng vì lần này là đi tập huấn nên anh không thể không đi được. Phải nghĩ cách gì đó để có thể giúp anh tận hưởng âm thanh gió mát của biển mà không phải lo lắng chứ. Tôi đến cô liền cố gắng tìm cách để giúp đỡ anh. Sáng hôm sau cô đêm lên một cái trống có tiếng rào rạt như âm thanh từ biển. Cô tự làm nó để giúp anh có thể làm quen với tiếng sóng để khi ra biển không quá hưng phấn mà hóa băng cả đảo. Với lại làm như vậy để anh có thể tự tin mà đi, chứ không đi một mình thì cô cũng buồn lắm. Thính bà vang tùng lum, Himuzo nghe thế có thích không? Thích chứ, ông thần này nghiện cô lắm rồi, tối về anh liền lôi cái sóng biển đó ra tập. Ao ao ao, eo eo eo, anh nghe tiếng sóng liên tục, cả trong lúc tập thể dục lẫn lúc làm việc để quen với môi trường đầy tiếng sóng như ở biển. Khi anh quen được với nó là lúc công ty bắt đầu xuất phát tới đó. Mọi người đi xe ngắm nghía xung quanh rồi về phòng của mình sau đó là tham các buổi tập huấn. Eo cái là tới chiều, chiều ở đây nhìn vậy chứ vẫn sáng như trưa. Xong xôi mọi thứ thì họ chạy ra biển, Himuzo và Fuzuchuki vẫn ngồi gần nhau để chim chuột. Anh thắc mắc đây có phải lần đầu tiên cô đến đây không? Cô đi đây là lần thứ hai nhưng mà lần trước đi hồi cấp 3 thì đống vào ngay dịp bão khiến cô chẳng đi đâu được. Thế nên lần này đi cô đã chuẩn bị rất kỹ, làm hẳn cả lịch trình với những nơi đẹp đẽ ở nơi đây để đi thăm thú, cũng không quên làm cho Himuzo một cái nữa khiến vô cùng hưng phấn lỡ bật máy lạnh lên một tí. Hôm sau khi kết thúc buổi họp thì tối đến anh đi lông bông vô mấy quầy hàng lưu niệm mà Fujitsuki đã đưa anh xem trước đó. Đến đây anh lại vô tình gặp cô, hai người lại được dịp chim ca cá lội với nhau. Do cô dễ thương quá nên anh lỡ làm cho xung quanh có tuyết khiến cho nơi này đẹp theo cách rất dị hợp. Sáng hôm sau khi nghe bảng tin thời tiết nói hôm nay trời sẽ nóng đột ngột, làm cho anh mong mắn mà lo lắng mà chuẩn bị đồ chống nóng chứ không là anh tan chảy đến teo tóp lại mất. Cô Fujuchuki sau khi không thấy anh cũng hùng hục đi kiếm may mắn là tìm ra anh đang trốn ở nơi hẻo lánh này nhưng hình hài có vẻ như bị thay đổi nhiều anh bị nóng đến thu nhỏ lại phải có cái gì đó lạnh lạnh như kem hay đá chẳng hạn thì mới bình phục được thế là cô liền chạy một mạch hai cây số tính mỗi lượt đi để mua kem cho anh bình thường thấy anh cao lớn hơn cô mà hôm nay thấy anh bé nhỏ thế này khiến cô thấy dễ thương đến không kiềm lòng được mà chạy tới xoa đầu đang xoa thì anh đột ngột to lớn trở lại khiến cô giật cả mình mà phải chuyển qua nói anh đi ăn sáng gấp không cô lại bối rối khi đang tập huấn thì họ tự nhiên nhớ lại chuyện đó mà bối rối. Đến tối sau khi nhậu xong, Fujuchuki thấy mọi người muốn đi coi pháo hoa nên đã dẫn cả nhóm vào một đường tắt. Ở đó họ có view xem pháo hoa rất đẹp nên tranh thủ chụp hình luôn. Ngày hôm nay mọi thứ đều lung linh đáng nhớ khiến cho cả Himuzo và Fujuchuki đều mong ngóng tới một lần không xa họ được ở cùng nhau thế này. Sau khi nghe người sếp có hình hài như là Đức Phật nói với vẻ giọng từ bi rằng tổ đội làm việc với nhau của họ từ trước đến nay chỉ là tổ đội tạm thời mà thôi bắt đầu khi trở về tất cả nhân sự sẽ được sắp xếp trở lại. Himuzo nghe xong thì bất ngờ nghẹn ngào đến bật ngửa ở trong lòng. Anh không muốn rời xa cô Fuzuki một chút nào, sau đó anh liền cầm hộp có chứa cọng dâu mèo lên để cầu khấn thần mèo độ. Đối với người Nhật thì dâu mèo rất có ý nghĩa may mắn với bọn họ. Fuzuki sau khi tắm xong cũng ngắm nghi con mèo đang nằm ngủ của mình. Một con mèo cũng bình thường mà được Himuzo phong hẳn lên thần vì tuyệt vọng, rồi cô đi tới lấy điện thoại của mình. Nhắc lên thì điện thoại hiện lên hình nên rất ấm cúng giữa cô và nhóm đồng nghiệp nhưng đập vào mắt cô thì chỉ có Himuzo thôi. Đây là lần đầu tiên mà hai người thân thiết với nhau đến vậy. Đợi mỏi mòn thì cuối cùng nó cũng xuất hiện lần lượt những người trong tổ đội của anh gồm có Komoji, Saejima, tới là Himuzo và người cuối cùng anh nặn tên rất kỹ, kỹ như cách chúng ta nặn bài kéo xì rách vậy. Người cuối cùng đúng như mong đợi và ước nguyện của anh đó là cô Fuzuchuki. Anh lúc này liền rẽ lên vui sướng như một đứa con nít vậy trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt cu ngầu của anh. Sáng hôm sau khi tới chỗ làm nhìn vào sơ đồ chỗ ngồi thì anh còn cảm thấy tuyệt vời hơn nữa bên cạnh anh chính là người anh hàng mong. Không những ở cùng một phòng ban mà còn ở cùng với nhau nữa. Có gì tuyệt vời được ngồi cạnh cờ rút chứ. Cô chỉ mới bước vào thôi mà đã làm cho cảm xúc của anh dối bời, tạo nên một cơn mưa tuyết. Cô Moji không nói đây là sự trùng hợp khi tất cả bọn họ ở cùng một phòng ban đâu mà đó là định mệnh đấy. Himuzo nghe hai chữ này có lẽ nghĩ hơi xa nên cảm xúc lại dối bời thêm một lần nữa. Khi về nhà anh vẫn lôi cái tờ sơ đồ ra mà ngắm nghía rồi đưa hộp dâu mèo ra mà đa tạ đại nhân Neko. Anh lại nghĩ tới hồi đi tập huấn trên đảo lúc nào cô cũng ân cần giúp đỡ anh kể cả lúc anh sắp bị tan chảy đến bay màu, nghĩ tới càng làm muốn báo đáp. Hôm sau khi đang trên tàu điện anh lướt điện thoại nhìn thấy một quán ăn trên mạng giúp bày tỏ sự biết ơn quá đúng ý anh nên lúc ăn trưa tranh thủ Fujuchuki đang ăn trưa với Komoji. Nên anh dình hai người họ để xem món ưa thích của Fujuchuki là gì. Do cô không kén ăn nên ăn món gì cũng được, anh nghe xong quyết định đánh liều để hỏi cô xem cô thích ăn món gì nhất luôn. Kể tên đồ ăn của hàng loạt quốc gia ra thì món nào cô cũng thích hết nên anh rất đau đầu suy nghĩ xem nên dù cô ăn món thì hợp lý. Nghĩ đến đóng cả băng mà vẫn không ra món. Thấy anh trông có vẻ thiếu linh hoạt quá nên cô đem anh ra massage chân luôn. Đợi cô massage xong thì anh cũng lấy hết dũng khí để dù cô đi ăn rồi rời đi cho đỡ ngại luôn. Cô lúc này lại hiểu sai ý anh thành hẹn hò mà đỏ hết cả mặt lên. Sau khi tan làm thì người ăn luôn cùng với nhau. Hai người ngồi ăn được một lúc thì chỉ được đúng câu khen ngon cái là kết thúc cuộc hội thoại luôn. Hai người kiệm lời thích nhau là nó thế này đấy, muốn mở lời mà lại chả biết nói gì. Cho đến khi định nói thì cô lại nghe điện thoại công ty mà đi mất. Anh bồi bàn lúc này ra dọn bàn thì tiện hỏi thăm anh có phải hẹn hò không. Anh lỡ mồm bảo đống cái cô Fujuchuki nghe được thì hai người đều mặt đỏ như gấc. Anh ngại quá mà ngất tại chỗ luôn. Sáng hôm sau anh vẫn tương tưởng chuyện ngày hôm qua mà kệ Saechima nói gì luôn. Đang đi thì hai anh nghe thấy Komoji hỏi Fuzuchuki nghĩ sao về Himuzo nên hóng hớt đứng lại nghe luôn. Fuzuchuki nói quan hệ của hai người vẫn chưa tốt như vậy. Vì cô vẫn chưa có số của anh cũng như biết ngày nghỉ anh sẽ làm gì và thích làm gì. Nên sau khi tan làm anh chia sẻ số của mình với cô luôn rồi ra về hai người họ liên nhắn tin chim chột với nhau. Cô gửi anh bức ảnh ôm mèo kêu meo meo của mình khiến con tim anh muốn tan chảy. Sáng hôm sau khi đi làm anh lỡ nhìn thấy được màn hình khóa của cô hôm pháo hoa liền cực kỳ vui vẻ vì có anh ở trong đó. Nhưng anh đâu có trong màn hình chính cô lại để hình anh chứ. Và một ngày nọ khi ở trên công ty thì có một anh chàng đào hoa tóc đỏ như là Xuân Zết Hải trong tác phẩm số đỏ của Vũ Trọng Phụng vậy. Anh ta tên là Katoji Zết Hải là hậu duệ của Phượng Hoàng cũng là bạn thờ nhỏ của Himujo. Sau khi chuyển việc anh ấy được phân vào bộ phận kinh doanh của công ty từ tuần trước, anh ấy hiện rất vui vì đã thành công cứu một vụ suýt nữa thì hóa hư vô. Sau đó đột nhiên có một người con gái tên là Otonashi mở cửa gọi Katoji. Lùa anh đi chuẩn bị vì lát nữa hai người còn phải ra ngoài làm việc nữa anh thấy cô căng thẳng quá nên cũng phắn theo luôn đến một ngày nọ Fuzuchuki và Himuzo lại vô tình va vào nhau rớt đống tài liệu anh giúp cô thu xếp lại thì thấy tờ quảng cáo phim hoạt hình mèo con chót để thể hiện trình độ trên tinh thông dưới tường địa lý của mình anh đã hỏi cô đã xem phần một chưa cô nói là rồi xong rủ anh đi xem phần hai luôn cơ mà được gái rủ thì ngu gì từ chối nên tối về anh xem phần một luôn cho ếch vì đây là phim gia đình nên cô sẽ đặt vé hai người ngồi chung luôn cô hỏi anh muốn đâu trước hay sau hay ở lối đi anh thì ô sờ kê hết miễn được ngồi cạnh cô. Hai người háo hức gặp nhau đến nổi không ngủ được, tới hôm sau Himuzo bị hấp hồn trước vẻ đẹp người sáng của Fujitsuki. Vô dạp phim thì Saejima phát hiện hai người chim chột với nhau. Nhưng mà kệ đi anh thong dong xem một mình cũng được, ngồi ghế chưa kịp ấm đít thì Katoji rét hải ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Himuzo thì tốt rồi được ngồi cạnh gái thì còn gì hạnh phúc bằng chứ. Còn Saejima thì ngược lại anh không muốn ngồi cạnh đồng nghiệp nam mới quen rồi cùng xem phim chút nào. Kể ra từ hồi quen biết cô Fuzuchuki nên anh mới phát hiện được nhiều thứ mới lạ. Phim hay thật đấy nhưng anh không ngờ đến mức khiến cho cô rớt nước mắt may mà anh có đem theo khăn tay nên là ghi điểm liền. Sau đó khi ra về họ rủ nhau đi ăn tối nhưng mà hơi sớm nên chuyển qua đi uống trà luôn. Còn Saechima thì vẫn đang mắc kẹt với rét hải tận 3 tiếng do phim quá dài. Qua ngày hôm sau trời đã chuyển tối nhưng mà anh vẫn phải tăng ca cho đủ công. Cảm thấy hơi chán cơ mà mở cửa ra thấy Fuzuchuki cũng tăng ca nên anh thấy cực kỳ hào hứng. Còn nhóm của Kumoji với Saejima đang trên đường đi ăn uống thì gặp Z Hải cùng Otonashi. Z Hải vào quán cứ bô bô về phim gạo nói về vòng đời của cây lúa được nhân hóa rất hay mặc dù ba người còn lại chả thấy hay ho gì ngoại trừ thông tin. Mà Saejima cung cấp là Himuzo và Fujuchuki hôm qua hẹn hò với nhau ở dạp chiếu phim khiến cho mọi người nghe xong rất hào hứng. Còn bên Himuzo có vẻ như đang hơi chán nên cô Fujuchuki rủ anh chơi nối từ, nối từ một hồi cái cô nói ra từ yêu với anh khiến cho con tim anh rung động. Bên nhóm bốn người kia vẫn đang rôm giả nói về chuyện tình cảm của hai người này. Đột nhiên họ nói cụm từ khó khăn cùng nhau cái nghĩ ngay ra hai người họ đang tăng ca luôn. Còn bên hai người thì vẫn tiếp tục chơi trò nối tử. Trong nhạt nhẽo vãi biểu. sau đó hai người chuyển sang chơi trò vẽ vời rồi gửi cho đám bạn đố vui. Cô với anh cùng lúc gửi cho cô Moji và Zết Hải. Hải. thấy anh nhắn nhiều về Fuzuchuki quá nên là gieo lên Himujo với Fuzuchuki có gì rồi mọi người ơi. Sau khi được phân ban làm việc cạnh nhau thì hiện tại khoảng cách giữa nam và nữ chính đã được thu hẹp hơn hai người còn công khai ăn trưa cùng nhau tại công ty. Tối hôm đó, Himuzo bắt đầu nghiên cứu về việc sưu tầm tích điểm đổi quà lấy chiếc đĩa hình con mèo mà phu. Yusuki yêu thích để tặng cô ấy mà không biết cô cũng ăn bánh mì buổi sáng để tích điểm cho mình. Dạo gần đây họ còn đi làm cùng nhau, khi hai người ngồi vào bàn làm việc uống cà phê rồi thì cô Moji mới mệt mỏi đi tới. Thấy vậy Fujusuki tặng cô ấy một hộp bánh tiếp thêm năng lượng chạy deadline và bất ngờ trong đó có một cơ hình con gấu mèo dễ thương. Đúng lúc Sajima đi tới cũng thấy hoài niệm tuổi thơ vì cậu là chuyên gia sưu tầm những món ấy. Sau đó mỗi sáng cậu đều lặng lẽ để lên trước mặt bàn cô Moji một chiếc, cả cô ấy cũng vừa sưu tầm vừa biết ơn người đã đóng góp cho mình. Rồi cuối cùng cô cũng tìm ra con vật còn thiếu trong bộ, Sajima thấy thế cũng hơi buồn vì cậu đã săn mãi để tặng cô. Tuy nhiên cậu lấy lại tinh thần ngay vì một phiên bản mới sắp ra mắt lại có cả hình con cáo. Chính là tộc yêu hồ của cô Moji nên cô ấy lại không kiềm lòng vui sướng được mà lòi đuôi và tai ra cô còn hỏi ngược lại lý do mà sajima giúp mình nên cậu ngại quá đành phải nói là mình thích cáo chứ chẳng lẽ nói là thích cô ấy bên himuzo số điểm cậu tích có lẽ không kịp thời hạn nhưng may sao Fujisuki lại nhìn thấy và nguyện đóng góp phần của mình làm himuzo lại cho tuyết lại bay khắp phòng đúng là duyên trời khi phần thưởng himuzo đổi được là một cặp đĩa mèo nên cậu tặng lại cho cô một chiếc đúng lúc này đàn em katoji hậu duệ phượng hoàng chạy tới xin nhờ hai tiền bối giúp đỡ Chuyện là cậu thích xếp mình Otonashi từ lâu nhưng ngày nào cũng bám theo cô ấy bày tỏ tình cảm mà cô cứ bỏ ngoài tai. Fujitsuki đoán chắc do cậu nói nó thường xuyên nên cô ấy không nghĩ là cậu đang nói thật. Thế là Katoji chân chống chân quỳ đưa tay bày tỏ thử với Fujitsuki xem cô chấm cho mình có đạt hay không. Thế là tâm hồn cậu ấy lại nổ pháo hoa tưng bừng đúng như Phượng Hoàng tái sinh và quyết tâm chạy đi tìm Otonashi tỏ tình. Fujitsuki thấy bạn học của Himuzo vui tính đáo để, cô ước gì mình cũng có thể học chung trường với Himuzo. Còn cậu nghe thấy thế bắt đầu tưởng tượng ra cảnh trải qua thanh xuân năm 17 tuổi cùng người dễ thương nhất quả đất như vậy thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Ngồi vào bàn làm việc Fujitsuki lại hỏi Himuzo việc anh không dám nhìn thẳng mặt mình mà nói chuyện làm anh khó xử. Komoji nghe thế liền gợi ý cho Fujitsuki giúp đỡ Himuzo tập luyện thế là họ bốn mắt nhìn nhau được một lát thì ai nấy đều đỏ ửng mặt lên. Fujitsuki không nhìn nổi nữa đành chịu thua còn Himuzo thì chạy ra ngoài cho bớt căng thẳng. Lúc này trưởng phòng đi tới tặng cho Himuzo cặp vé đi công viên mèo làm cậu tưởng sếp muốn đi cùng mình nó mới ngộ làm sao. Nhưng ông ấy lại nói mình được tặng nên cho cậu. Thấy Fujisuki cũng có mặt nên ông ấy bảo hai người đi cùng nhau cho vui. Cô ấy chưa đi bao giờ nên cũng muốn có cơ hội lắm. Vậy là chốt kèo Himuzo muốn cảm ơn trưởng phòng vô bờ bến. Để chuẩn bị thì Himuzo bắt đầu đi tìm hiểu thông tin nhưng mẹ cô Moji nhìn thấy thì liền khoe. Rằng mình là khách VIP ở đó có vé vào cửa cả năm rồi ba la ba la một hồi khiến Himuzo càng tự ti và nản. Cậu cố lết về chỗ ngồi thì cô Moji cứ bám theo lại nhảy. Fujitsuki nghe thấy tưởng cô Moji muốn đi liền có ý nhường vé của mình cho cô ấy. Cô Moji biết mình đã gây hiểu lầm vội giải thích các kiểu nhưng Fujitsuki bảo đi ba cho vui. Cô Moji biết sẽ khó xử nên rủ cả Sajima đi chung chứ không Himuzo hắc ám quá trời rồi thế là chốt bốn người cùng đi. Vừa đến nơi Fujitsuki đã bị thu hút bởi một đứa bé gái đi lạc. Himuzo liền cùng cô đưa con bé về trung tâm hỗ trợ. Bên Fujitsuki đã đưa cô bé tới nơi nhưng nó cứ bám lấy cô với vẻ mặt sợ hãi nên cô và Himuzo quyết định ở lại đến khi cha mẹ của nó tới. Himuzo thấy Fujitsuki dỗ trẻ dễ thương xỉu là lại bắn ra người tuyết mini đáng yêu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hai người gọi cho cô Moji và Sajima nhưng họ không nghe máy. Sajima ghé sát lại cô Moji và hỏi bộ cô không muốn đi cùng tôi sao. Cô Moji nghiện nhưng ngại nên cứ đánh yêu Sajima rồi xấu hổ. Còn Himuzo thì giúp đỡ thêm một bé trai bị ngã. Fujitsuki liền khen anh sau này sẽ trở thành một người cha tốt khiến Himuzo sướng ứ chịu được là tuyết lại bay. Giờ hai người sẽ cùng nhau tự khám phá công viên mèo, với những con sen chính hiệu như Fujitsuki thì nơi này quả thật tuyệt vời ông mặt trời. Cuối chiều Fujitsuki rủ Himuzo vào tiệm đồ lưu niệm trước khi về, cô ấy nhắm luôn cặp cốc đôi và có ý dùng với Himuzo làm cậu ngại đỏ mặt. Himuzo ngập ngừng định thổ lộ thì mẹ cô Moji lại xe ngang đúng lúc, thế là bốn người họ cùng nhau đi xem pháo hoa giống hệt như lần trước được ở cùng người mình thương ngắm thứ đẹp đẽ huyền ảo nhất thì còn gì hạnh phúc hơn trên tàu trở về himuzo thấm mệt nên ngủ quên mà dựa vào vai fuzutsuki cô cũng lặng lẽ ra hiệu cho cặp đôi kia nhỏ tiếng tránh phiền anh khi về nhà họ lại cùng nhau nhìn những món đồ đôi mà hai người có rõ là trong lòng rất vui nhưng vẫn còn điều chưa dám nói ra hôm sau bốn người ngồi cùng tám chuyện với nhau thế rồi có nhắc tới sờ ta bắc vị bí ngô cho mùa halloween năm nay vô cùng hot bọn họ đều muốn uống mà phải xếp hàng đông quá nên thôi vài ngày sau trên đường đi qua quán himuzo thấy thưa nên vào mua bốn ly cho cả phòng rồi hãnh diện mang về vì có cả người tuyết của mình giữ lạnh cho nó nhưng vừa gặp fuzutsuki cô ấy cũng khoe rằng mình đã mua cả cho bốn người làm cậu ngại chết định giấu đi mà cô ấy phát hiện ra rồi lại còn cười dịu dàng nói rằng hai người tâm đầu ý hợp mới chết tôi không bọn họ phải mời katoji và otonashi tới nhưng vẫn còn thừa hai ly bỗng nhiên nữ giám đốc tới thông báo rằng sẽ tổ chức thi hóa trang với phần thưởng tiền mặt vô cùng lớn Cô cũng thích ly bí ngô này nhưng không có nghĩa sẽ ưu tiên cho bọn họ, cô rất mong chờ màn hóa trang của mọi người và trong mắt ai cũng đang lộ ra quyết tâm sắt đá. Mỗi phòng ban sẽ họp bàn riêng nên bốn người dự tính sẽ chọn một bộ trang phục nào đó hot nhất hit nhất. Himuro đang tưởng tượng ra mấy ảnh Fujitsuki mặc bộ đồ quyến rũ biết bao thì cô đưa ra bộ bí ngô cả thân chẳng còn thấy mặt làm anh hụt hẫng. Thế mà khi đi mua cùng cô ấy thì cửa hàng đã bán hết sạch. Himuro thấy Fujitsuki buồn liền quyết tìm cho bằng được nhưng đi bao nhiêu tiệm cũng thế, trên mạng cũng không còn thế là phải chọn bộ khác. Fujitsuki liền hóa trang thử và hỏi Himuzo cho kẹo hay bị gẹo. Ôi thế này thì thắng chắc rồi cô ấy dễ thương quá mất. Cậu dẫn cô về nhà, Fujitsuki búng tay vào chán Himuzo vì ban nãy không cho kẹo cô ấy nên bị gẹo. Thế là một cơn bão tuyết ngượng ngùng lại tới làm chân cậu đông cứng tại chỗ nhìn theo Fujitsuki vào nhà. Ngày hôm sau, buổi tiệc được mong chờ nhất cũng tới, nhưng Fujitsuki còn bận họp khách hàng chưa xong. Ba người còn lại còn phải gánh tạ Katoji khi cậu để quên trang phục hóa trang ở nhà cả đi cả về mất hơn tiếng, mặc được bộ đồ do cậu ấy thiết kế cũng hơn tiếng nữa nên chẳng kịp. Những cách ba người suy nghĩ ra đều không phù hợp với yêu cầu của giám đốc, nên nhân lúc Fujisuki xong việc Himuro liền tâm sự với cô để xem cô có cách gì giúp Katoji và Otonashi không. Thế là bọn họ bắt tay vào làm, cắt giấy photo thừa thành những mảng trắng sử dụng được và quấn lên người Katoji, Otonashi, ba người còn lại cũng thay đổi xong chỉ chờ Fujisuki tới rồi cô ấy gọi himuzo tới xem thử giúp mình ai ngờ anh bị sợ quá đóng băng cả tảng khi nhìn thấy vệt máu trên miệng fujutsuki thật xấu hổ quá khi điểm yếu của mình bị bại lộ còn fujutsuki cũng ngại ngùng khi thấy himuzo hôm nay siêu ngầu đẹp trai khiến tim cô cũng thổn thức sau đó không ngờ tới là kết quả đội ma cà rồng của bốn người họ được giải nhì còn cặp sắc ướp ai cập dùng giấy tái chế của katoji và otonashi được giải nhất họ nguyện chia phần thưởng với bốn người vì đã giúp đỡ cho họ giành giải tàn tiệc rồi himuzo thấy fujutsuki vẫn chưa thay đồ hóa ra cô muốn tận hưởng không khí ngày hội này thêm nên muốn rủ Himuzo về chung. Bọn họ cùng nhau đi trên đường như cặp vợ chồng ma cà rồng oai nghiêm khác biệt với toàn những người mặc bộ đồ bí ngô xấu xí kia. Qua Halloween lại sắp tới Giáng sinh, tuyết cũng rơi dày hơn nên hôm nay bốn người có mặt ở sân trượt tuyết, nguyên do là một tuần trước đó cô Moji trúng thưởng Việt Lốt. Cô rủ Fujisuki cùng đi trượt tuyết mà cô ấy không biết chơi, thế nên nhanh trí hỏi luôn Himuzo để anh ấy dạy Fujisuki vậy là bốn người có mặt luôn tại đây. Giờ Himuzo dạy cho Fujitsuki cách trượt, được đi cùng người mình thích thế này thì bão tuyết lại tới tấp thôi. Anh làm mẫu trước nhưng có vẻ cô ấy không hiểu lắm. Himuzo quên mất mình là hậu duệ của nữ chúa băng nên bản thân đã có thể trượt tuyết bẩm sinh. Fujitsuki làm theo thì trượt bằng lưng chứ chẳng phải bằng và nữa. Cô Moji thấy không ổn liền ra chỉ dạy nhiệt tình làm Himuzo hơi xấu hổ. Cơ mà dù sao sau một hồi Fujitsuki cũng có thể tự trượt tuyết rồi trong cô ấy thật dễ thương biết bao sau một hồi bốn người quyết định đi cáp treo lên đỉnh núi tuyết ăn cơm cà ri nổi tiếng nhìn xuống dưới thấy dấu chân cáo cô moji còn đùa đó là của mẹ mình làm mọi người tin sái cổ sajima liền hỏi về gia đình himuzo thì anh nói cha mẹ là dân văn phòng bình thường có cô em gái là học sinh thấy bảo đang đi làm thêm ở nơi trượt tuyết nào đó. Tình cờ thay khi bọn họ tới quán cơm trên núi thì cô em gái Zukimin lại đang làm thêm ở đây. Từ màu tóc cho tới ánh mắt đều giống hệt anh hai cô ấy. Zukimin còn là tiktoker nổi tiếng mảng make-up và dancer. Cơ mà Sajima sợt ra thì thấy nổi nhất là video ăn Muka bang khiến nhỏ hơi xấu hổ vì đó không phải là hình tượng mong muốn khán giả biết tới. Fujisuki lại thấy khác, khe nhỏ dễ thương đáng yêu làm Yukimin biết ngay đây là người anh trai mình hay nhắc tới. Himuzo không cho nói thế là cô ra ôm lấy Fujisuki để anh khỏi gẹo mình. Thực ra Yukimin rất quan tâm tới tình hình anh trai ở công ty. Sợ không hòa đồng được nhưng Fujisuki lại vô cùng biết ơn Himuzo đã giúp đỡ mình rất nhiều. Yuki Min thấy Fujitsuki dễ thương quá không kìm lòng được ôm chầm lấy chị dâu và tạo ra màn bão tuyết hệt như anh mình làm Himuzo phải gỡ mải. Tối đó bốn người ở lại căn nhà gỗ trên núi và tổ chức tiệc bánh bạch tuộc nướng mừng lễ Giáng sinh, giờ Himuzo mới hiểu vì sao Fujitsuki mang theo cả một xe hành lý. Bọn họ tận hưởng bữa ăn vui vẻ ngon nhức nách nhưng rượu cũng đã cạn, Fujitsuki muốn ra ngoài mua, Himuzo vội sách túi quà nhỏ đã chuẩn bị trước đi theo để tặng cho cô ấy ra là một chiếc chăn bông ấm áp vì anh sợ mỗi lần mình làm tuyết rơi sẽ khiến cô ấy lạnh. Trong căn nhà gỗ đôi bạn trẻ còn lại cũng hạnh phúc nhìn ngắm tuyết rơi. Sáng hôm sau bọn họ lên xe về nhà, Fujisuki không quên khen cả hai anh em Himuzo làm anh cho cả xe buýt ngập mưa tuyết lần nữa. Công lao lần này Himuzo thật biết ơn cô em gái nên không quên cảm ơn em nó và hy vọng lần sau sẽ là cuộc hẹn hò trượt tuyết của riêng hai người họ. Ngày làm việc cuối cùng của một năm cũng hoàn tất. Mọi người cùng dọn dẹp vị trí làm việc nên Sajima đề xuất để cậu giúp mọi người hủy tài liệu không cần thiết. Fujitsuki đưa cho cậu ấy một sấp hồ sơ rồi quay ra hỏi anh bạn Himuzo có muốn bỏ cả hình vẽ con. Cờ hó kia đi không nhưng anh chàng hậu duệ nữ chúa tuyết của chúng ta lại rất trân trọng nó. Muốn để lại làm bảo vật lưu truyền cho đời sau vì nó là sự minh chứng cho lần đầu làm việc tăng ca đêm của cậu và Fujitsuki. Xong việc cậu về cùng cô ấy, Himuzo vừa thấy lạnh vừa thấy buồn khi phải đợi qua kỳ nghỉ Tết mới có thể gặp lại nhau. Fujitsuki không biết anh chàng băng giá cũng có khi lạnh. Cô liền vô thức nắm lấy tay Himuzo để sưởi ấm, đến khi nhận ra sự ngại ngùng thì cả hai đã ở trong một cơn gió tuyết lớn của cậu tạo ra mất rồi. Tối ấy Himuzo ngồi xem video của cô em gái bất ổn thì vừa xong nó đã hiện hình ngay trước mặt mình như ma ám vậy. Lại còn yêu cầu anh trai tạo người tuyết làm đạo cụ cho mình live thử thách nhưng làm sao tự nhiên anh tạo được. Cô em đã có sẵn hình của chị dâu tương lai rồi đây, cứ nhìn thấy vẻ dễ thương của cô ấy là Himuzo lại bắn ra người tuyết liên tục tới đêm giao thừa những người đồng nghiệp thân thiết gọi điện nói chuyện tâm sự cùng nhau mặt himuzo cứ đơ mãi cho đến khi kỳ vào hai người họ còn giống như thần giao cách cảm khi uống cùng một loại rượu hoa quả giống nhau sau đó có thêm cặp đôi katoji và otonashi nữa là đủ bộ trò chuyện một hồi thì mọi người cùng hẹn sáng mùng một đầu năm đi đền cầu may sau đó lần lượt từng người thoát trò chuyện chỉ còn lại chàng băng giá và nàng lạnh lùng của chúng ta cùng chúc nhau năm mới khi đồng hồ điểm không giờ trong giấc mơ himuzo chờ mãi chẳng thấy ai tới cả anh liều bốc quẻ may mắn thì vào quẻ hung, đại hung, rồi siêu đại hung. Quá sợ hãi và bất lực anh liền tỉnh dậy và thở phào nhẹ nhõm khi đó chỉ là mơ, nhưng bản thân vẫn thấy bất an vô cùng. Khi tới điểm hẹn thì gặp đủ mọi người trừ Fujitsuki và cô Moji. Himuzo bắt đầu lo lắng không ngừng nhưng cô ấy cũng tới, Fujitsuki xinh như nữ thần đang mặc kimono vậy. Chớp mắt một cái cặp đôi lại bị lạc nhóm bạn, xung quanh người đi lại quá đông nên hết lần này đến lần khác anh đỡ lấy cô nên Fujitsuki cũng nắm chặt tay Himuzo cho an toàn cứ thế cặp đôi tạo gió tuyết nổi nhất lễ hội lại giúp cho những người bạn tìm thấy họ nhanh chóng sau đó cô moji cũng đến chào mọi người hóa ra lý do cô ấy vắng mặt sáng giờ là bởi gia đình cô là người gác đền này luôn cô moji đang giúp cha mẹ mình túi bụi công việc trong ngày lễ sajima nhân cơ hội này liền tặng cô ấy lá bùa may mắn mà anh xin được trong đền có vẻ đường tình duyên của các cặp đôi đều tiến triển thuận lợi ngay trong ngày đầu năm kết thúc nghỉ lễ mọi người lại đi làm bình thường Himuzo nhìn Fujisuki ngồi cạnh mình đang dùng chiếc chăn ấm mà anh tặng cô thì liền nhớ lại ngày lễ Giáng sinh năm ngoái. Cũng sắp tới sinh nhật cô ấy rồi và đôi bông tai anh mua lần trước vẫn cất trong ngăn bàn làm việc. Hôm sau trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, cơn bão lớn khiến cho các chuyến tàu bị ngưng trệ nên các cô nàng công sở bàn nhau nghỉ lại khách sạn còn các anh chàng tới nhà Katoji gần công ty vừa chơi game vừa tá túc qua đêm. Phía bên ba cô gái thì cô Moji có vẻ không ổn lắm, Fujisuki thấy cô bạn mình sợ sấm sét hệt như con mèo của cô lúc nhỏ không kìm lòng được nên cô nhẹ nhàng nắm lấy tay người bạn yêu hồ an ủi cô ấy rằng sẽ luôn sẵn sàng đến bên cạnh cô Moji mỗi khi trời mưa bão sấm sét. Otonashi lại cho rằng như thế là không cần thiết bởi vì cô Moji đã có Sajima lo rồi. Cô ấy cho rằng hai người họ đang hẹn hò bí mật mà không cho mọi người biết nhưng cô Moji chối bay chối biến. Còn hỏi ngược lại Otonashi và anh chàng phượng hoàng Katoji kia, vừa nhắc tới thì Sajima và Katoji liên tục hát hơi. Với Fujutsuki thì cô ấy chưa yêu ai bao giờ, nhưng hai cô bạn đều hiểu nụ cười của cô ấy khi đọc tin nhắn Himuzo gửi đến có nghĩa là gì. Sau đó ba người cùng nâng ly và chụp một tấm ảnh gửi cho ba ông bên kia, chàng băng giá nhận được tin nhắn lại khiến phòng của Katoji ngập trong bão tuyết. Rồi ngày sinh nhật của Fujisuki cũng tới, Himuzo nhìn thấy cô ấy đi trên đường nhưng không kịp gọi thì cơ thể đã bị đóng băng vì căng thẳng. Ô mai chuối thật may mắn khi anh tỉnh dậy và biết đó chỉ là giấc mơ. Sau đó tới công ty, Himuzo phải liên tục hóng cô ấy đang làm gì để còn tặng quà, Thật tiếc là tối nay cô đã hẹn cha mẹ đi ăn. Còn những lúc khác cứ định nói chuyện thì cô ấy lại bận. Thật may là trong lúc in ấn anh đã có thể mời cô đi uống cà phê và hẹn tối cùng tan làm về. Trời tối càng lúc càng lạnh, nhưng trong lòng anh thì nóng như lửa đốt. Vì quá căng thẳng nên anh lại lỡ làm đóng băng toàn bộ cây cối và con đường hai người đang đi. Cảnh tượng ấy trong mắt cô lại vô cùng lãng mạn. Cô tưởng đó là món quà sinh nhật Himuzo tặng mình nhưng anh lại lấy ra đôi bông tai hoa tuyết tặng kỳ Cô ấy đeo luôn lên tay trông thật kiêu xa, nhìn cảnh này chỉ muốn có ngay một lễ đường cho hai người họ. Nhưng sau đó cô phải đi tới buổi hẹn với cha mẹ mình còn Himuzo thì trở về nhà và cứ nhớ mãi tới khoảnh khắc hồi hộp hạnh phúc vừa trải qua. Một buổi sáng nọ cô Moji nghe hóng hớt được vài câu rằng Himuzo đã mời ai đó đến sống chung với mình. Cô chạy ngay tới hỏi thăm Fujitsuki xem có phải không như nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô ấy thì chắc chắn sai rồi. Cô phải hỏi anh ta cho ra nhé, nếu không thì thật chẳng công bằng với cô bạn của mình. Hóa ra Himuzo đã quen được một bé mèo hoang sau một tháng tìm hiểu. Vốn dĩ anh thường mẫn cảm với mèo nên hay tạo bão tuyết làm chúng hoảng, nhưng vì tình yêu mồn lèo nên Himuzo đã cố gắng tập luyện ở nhà nhiều lần, hôm nay anh muốn đón nó về ở với mình. Fujitsuki đi tới nghe chuyện cũng muốn giúp, dù sao cô cũng là tiền bối trong việc này nên có thể giúp anh. Tối đó hai người đi tìm bé mèo hoang kia, ô nó là một con mèo đen trắng mắt vàng rất xinh chứ không giống mỹ rượu ngồi lủng tường đang hót dần dần trên top top. Cô trổ tài của mình cho chàng băng giá xem chỉ vài hành động nhẹ nhàng cô đã bế gọn nó trong lòng mình nhưng cô lại nghi nó là mèo nhà nào đó chứ không phải mèo hoang quả nhiên ngay cạnh là tờ rơi tìm mèo lạc hai người đành đưa con bé về với chủ cũ dù muốn tốt cho nó nhưng himuzo không khỏi buồn lòng fuzutsuki thấy anh có những cột băng xuyên tâm liền hiểu được tâm trạng của anh cô mời anh chủ nhật này tới nhà chơi với bé mèo nia của mình himuzo chỉ biết đứng hình tại chỗ tạo bão tuyết vì sung sướng sáng chủ nhật anh vừa thức dậy đã thấy đứa em gái cũng đang háo hức chuẩn bị đi đâu đó như hẹn hò anh đi mua bánh ngọt để qua nhà Fujisuki đã, bình thường cô ấy đối xử rất tốt với mọi người nhưng anh muốn mình đặc biệt hơn một chút. Lần trước lễ Halloween anh chỉ tiễn cô tới cửa nhà, lần này được mời tới chơi thực sự là hồi hộp khó tả. Vừa bấm chuông cả cô và bé mèo đã ra đón rồi, thực sự nhìn ngoài đời Nia còn dễ thương hơn trên ảnh nữa. Cái cảm giác hạnh phúc khiến chàng băng giá tạo nên bụi kim cương lấp lánh khiến Fujisuki cũng thấy kỳ lạ thay. Cô mang đồ chơi mới cho con mèo nhưng nó chẳng thèm ngó tới. Định pha trà mời Himuzo thì hai người vô tình chạm tay nhau trong hoàn cảnh riêng tư thế này thì xấu hổ biết bao. Đúng lúc ấy cô em gái của Himuzo tìm đến, hóa ra lâu nay cứ rảnh rỗi là Yukimin lại tới đây chơi cho thân thiết với chị dâu tương lai. Lần này thì anh lại thấy đứa em gái này như vật cản đường cứng đầu vậy, đuổi về cũng không chịu về, lại còn ở lại ăn bánh ngọt mà anh mua cho Fujisuki nữa. Đúng là báo đời anh quá mà, dù sao Fujisuki cũng ngỏ lời lần sau muốn đến nhà Himuzo chơi rồi. Sáng hôm sau đi làm anh vẫn nhớ mãi về cảnh mình cho Nia ăn được mà cười thầm. Đúng lúc cô Moji và Sajima hỏi tiến triển ra sao thì anh lại tưởng tiến triển với Fujitsuki nên có hơi hốt hoảng. Himuzo đành cố lảng sang việc đã trả con mèo đi lạc và giấu nhẹn chuyện tới nhà Fujitsuki chơi. Một ngày nọ hai anh chị được trưởng phòng phân công đi công tác chung cùng nhau. Thế này thì chỉ biết tạ ơn Phật tổ đã độ cho anh có cơ hội ở cùng cô ấy nhiều hơn rồi. Hai người giờ đã ngồi bên nhau trò chuyện trên chuyến tàu cao tốc. Himuzo hơi lo cho bé mèo nhà cô ấy nhưng Fujitsuki đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi. Có điều khách sạn họ ở lại không có bữa tối nên phải tính đi ăn bên ngoài. Himuzo đặt trước một nhà hàng gần đó và đặt quyết tâm hoàn thành việc thật tốt để còn ăn tối cùng cửa rớt. Sau khi cuộc họp với đối tác diễn ra thuận lợi thì đến tối cơ thể của anh ấy lại không ổn. Khi bị sốt mệt thì chàng băng giá lại tan chảy và teo nhỏ, dù cố gắng cũng không tránh khỏi tình trạng xấu hổ này trước mặt Himuzo lần này có ăn kem cũng không còn tác dụng nên phải về khách sạn nghỉ ngơi mà không được đi ăn bữa tối nhà hàng bản địa cùng cô ấy fujutsuki lo lắng với tình hình hiện tại thì anh ấy không ở một mình được nên đã đặt một phòng để tiện chăm sóc himuzo vô tình trong lúc mệt mà không đứng vững thì anh còn lỡ ngã vào người cô mà nằm xuống giường bốn mắt nhìn nhau thẹn thùng không nói nên lời đúng lúc trưởng phòng gọi điện tới hỏi han tình hình công việc himuzo nói chuyện xong thì fujutsuki bắt anh lên giường nằm nghỉ còn cô viết mail báo cáo xong sẽ đi mua chút đồ ăn anh biết bản thân đang làm phiền cô ấy nên chỉ còn cách phải mau ngủ một giấc cho chóng khỏe nửa đêm thân nhiệt đã hạ nên cơ thể himuzo lại trở lại bình thường anh nhìn cô nằm trên sofa mà thật không nỡ làm phiền cô nên đã thức xuyên đêm làm việc tới sáng và cái kết là gương mặt trắng bệch và đôi mắt thâm đen Fujisuki biết anh đã vất vả nhiều nên dọn tạm một bữa sáng nhẹ để cả hai cùng ăn lấy sức mà về lại công ty trên đường về hoa anh đào lại đua nở giống hệt như cái ngày đầu tiên cô gặp anh bị đóng băng tại đây vậy là một năm đã trôi qua với biết bao kỷ niệm đẹp Cô nhận ra mình không còn là cô nàng điềm tĩnh lạnh lùng của ngày xưa nữa, mọi thứ đã thay đổi kể từ ngày gặp anh. Cả Himuro cũng thấy rõ điều đó, anh đã làm được rất nhiều thứ tưởng chừng như không thể, kể từ ngày gặp gỡ Fujitsuki, hai người ngại ngùng nhìn nhau. Tâm ý đã rõ nhưng vẫn chưa thể thốt ra một câu nói quan trọng, họ lại cùng nhau trở về công ty bên cạnh những người đồng nghiệp yêu mến. Đến đây cũng là khép lại tập phim hôm nay, cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ like để ủng hộ chúng tớ và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nhé. Bye bye.